Sunny Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Đây là một con đường Hùng Vương và hướng bên trái đó là con đường Trần Phú, ngày xưa mang tên là Nguyễn Hoàng. Phía sau lưng Sunny đó là ngã sáu Cộng Hòa. Với video clip vào lúc 14:30 và Sunny muốn mời anh chị chúng ta sẽ đi về hướng Chợ Lớn, về với Đại học Y Dược, về với Bệnh viện Chợ Rẫy. Mình cứ đi thẳng để coi đường phố Sài Gòn như thế nào anh chị ha. Con đường này thì mình đi ngang qua công viên Văn Lang, có nhà thờ ngã sáu đó anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với Sunny chúng ta ngắm đường phố Sài Gòn vào một buổi trưa hè oi ả nóng nực. Đối với con đường này ngày xưa anh chị mà đi về bến xe Pê Túc Ký đó, bây giờ là Lê Hồng Phong, và với những hàng cây cổ thụ rất là mát anh chị. Sài Gòn mà có những hàng cây này mát lắm. Những hàng cây như là con đường Cương Để thì không còn nữa, do đô thị hóa mở đường làm cầu nên như vậy hàng cây đó không còn. Và những cái khu dân cư mới được mọc ra thì những cái ao hồ ruộng lúa thì nó lấp đi. Cụ thể là cái khu vực như là anh chị nhớ ngày xưa mà đi về Phú Xuân Nhà Bè, chúng ta đi qua cái khu vực mà bây giờ gọi là xóm nhà giàu, đó là Phú Mỹ Hưng đó. Ở đây thì có chợ hoa Hồ Thị Kỷ, khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ, một cái xóm cam, và bà con thì ở đây thì cũng buôn bán sâu anh chị đó, đổi bình dọc theo cái lề đường này. Bên kia thì buôn bán chuyên về điện thoại, những phụ kiện điện thoại. Còn bên đây là bán đồ lạc son, bán đổi bình, bán bô xe, rồi ốc vít, bù lon, công tán. Cái nghề bán đồ lạc son mà anh chị nhớ nở rộ nhất là cái thời gian bao cấp. Có con ốc, con vít gì, có cái lò xo cũng bán nè. Và Sunny cứ nhớ mãi cái câu có một anh chạy vô hẻm, tivi đầu máy cassette ai bán không, chuột hư chuột thúi ai bán không, kể cả chuột thúi mà còn bán, con chuột bóng đèn đó anh chị. Thế là người ta cứ làm cho nó nghiêu ngao bằng cái miệng cho nó vui đó mà. Chuột hư chuột thúi ai bán không, tăng phô rồi ôi thôi. Nhưng mà bây giờ những anh đó thì không có đi nữa chị. Ở đây thì dọc những con đường này có những cái chợ lạc son. Mình đi qua con đường Trần Nhân Tôn, ở đây thì có một cái chung cư Minh Mạng. Còn bên phải là con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Quần Quân năm xưa, để về bệnh viện Chợ Rẫy. Một lát xin đi cũng vòng qua bệnh viện Chợ Rẫy nha anh chị ha. Thì rất là may mắn, thì khi mà xin đi lên đi học đó thì mé trái nó vẫn còn cái đường rầy xe lửa anh chị ha. Bây giờ thì người ta làm vỉa hè, người ta nâng nền nên chính vậy chúng ta không còn thấy nữa. Công viên Hòa Bình, con đường Sư Vạn Hạnh phía trước mặt. Nói đến con đường Sư Vạn Hạnh là chúng ta nhớ đến ngôi chợ An Đông. Bây giờ chợ An Đông thì bà con tiểu thương buôn bán cũng ế lắm anh chị, ế ẩm lắm. Buôn bán vải mà buôn bán thời trang phụ kiện may mặc nên ế ế. Mà bây giờ hỏi làm sao mà lại thay đổi ngành nghề bây giờ. Thế hệ trước truyền cho thế hệ sau, có một cái sạp trong chợ thì ôi thôi
cả một gia tài. Bây giờ mà kêu sang sạp thì không ai dám sang. Bây giờ cạnh tranh online đó anh chị. Thì ở đây thì nhan nhản những cái địa điểm là người ta phải trả mặt bằng nè. Bên kia là bán nhà nè, nguyên cái dãy chung cư. Chuẩn bị thì có một cái lễ hội trái cây ở bến Bình Đông anh chị ha, vào giữa tháng 6 Sunny sẽ ghi nhận. Đó là một cái tín hiệu cũng vui. Những cái gì mà vui vui thì Sunny sẽ cập nhật rồi anh chị và các bạn, chứ mà bây giờ cũng đâu có gì vui, muốn cập nhật cũng chẳng có gì vui để cập nhật. Đây là cái cây xăng bây giờ trở thành một mảnh đất vàng. Ngày xưa thì theo cái hình ảnh tài liệu thì Sunny thấy cây xăng xeo, bây giờ hình như nó là không biết hãng gì đó, bây giờ cũng đóng cửa rồi, trở thành mảnh đất vàng. Và mấy trái là ngày xưa bô rác đây nè. Ủa, trên con đường này sao thấy bán nhà chính chủ nhiều quá trời. Thấy treo bảng bán nhà chính chủ. Đây là chung cư cũng lâu đời lắm rồi. Chung cư này đa số là người Hoa người ta sinh sống anh chị. Đây là cái nơi mà con đường Nguyễn Duy Phương, một cái nơi buôn bán xe gắn máy. Mấy hôm nay chiều nào cũng chuyển những cơn mưa giông, mưa nó cứ râm 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 suốt cả buổi tối. Băng qua con đường Nguyễn Duy Phương anh chị ha. Rồi đến công viên Văn Lang. Bây giờ công viên Văn Lang thì buổi tối bà con thì ở khu vực này cũng ra ưa ra tập thể dục cũng đông lắm. Đây là khu vực nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Nếu cái góc ở đây đó, theo như Sunny tìm hiểu, đây là một cái nhị tỳ anh chị, nghĩa địa. Cái thời gian xa xưa, sau này cha xứ mua đất lại và xây. Sunny cũng có làm một cái clip về lịch sử hình thành của nhà thờ này. Mà cũng Sunny chưa bao giờ đi vào bên trong nhà thờ. Hy vọng rằng có một cái lễ nào đó lớn thì Sunny sẽ cùng với anh chị đi vào chúng ta khám phá. Ở đây thì có bệnh viện truyền máu nè, bệnh viện lao nè, đại học y dược. Thì đối với Sài Gòn thì đối với những cái bệnh viện thì nó quá tải. Người dân ở tỉnh về đây người ta khám bệnh. Nói chứ đi ngang bệnh viện mình mới thấy những cái cảnh đời nó éo le. Đi vào trong bệnh viện thì có một số anh thì cũng làm những cái nội dung để chia sẻ thì mình thấy rất là trân trọng. Mặc dù thì không biết như thế nào thì các anh thì đi làm để có một cái content đó, nội dung đó, nhưng mà mình thấy mình làm không được mà mấy anh làm được thì mình trân trọng thôi anh chị.
thấy những cái cảnh đời thấy khổ lắm. Đây, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyên về lao. Bên trong vẫn còn những căn nhà Pháp còn sót lại. Đây, máy trái là Đại học Y Dược. Bệnh viện Đại học Y Dược. Trường Hùng Vương. Bữa nay là cái ngày mà tuyển sinh lớp 10 anh chị. Thi vào lớp 10. Nên các phụ huynh thì cũng đang đứng ở ngoài đợi những đứa con thân yêu. Và cũng cầu xin các em thi đạt điểm tốt, đạt với cái nguyện vọng của mình. Đây là một cái Hùng Vương Plaza, một cái mo nổi đình nổi đám ngày xưa, với cái công ty thời trang rất là lớn, một tập đoàn Passion. Nhưng sau khi Passion rút khỏi cái địa điểm này rồi, chỉ có một địa điểm Lê Thánh Tôn, và Passion cũng rút khỏi Lê Thánh Tôn luôn. Rồi xong cái việc kinh doanh ở đây nó đi xuống, và hiện tại thì có một đại gia thầu lại, đang xây sửa. Khi nào xây sửa xong thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị nhé. Đây, bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Và Sunny đi qua đường lên đến kia, Sunny sẽ quẹo lại. Trước mặt anh chị đó là con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Hội đó. Mình đi anh chị ha. Bây giờ thì nhiều cái công ty nhỏ người ta nộp đơn nghỉ kinh doanh nhiều lắm anh chị ơi. Cuộc sống thì càng ngày càng khó khăn lắm. Rồi chúng ta sẽ quẹo lại. Ngày xưa ở đây thì không có bệnh viện Đại học Y Dược đâu. Chỉ có những sinh viên của học y khoa đó, họ tới đây thì họ học hành rồi thực tập. Nhưng sau này các bác sĩ có một cái khoa chuyên khám bệnh từ từ với tay nghề, và được sự uy tín hình thành, từ đó hình thành bệnh viện Đại học Y Dược. Chứ ngày xưa thì đâu có một bệnh viện Đại học Y Dược lớn như thế gì. Đi ngang bệnh viện nào cũng đông hết. Nào là người thăm bệnh, khám bệnh, rồi xe ở dưới tỉnh đưa người khám bệnh lên đây, rồi con cò bay lả bay la, ôi thôi đủ thứ hết. Xe đa ôm, người buôn bán, nhộn nhịp. Bây giờ mà bệnh mà không có tiền khổ lắm. Nên chính vậy là một số anh chị, đặc biệt các cô chú lớn tuổi nên mua bảo hiểm. Bảo hiểm thì bảo hiểm nhà nước thôi anh chị. Bảo hiểm hàng tháng chứ không phải là mua cái bảo hiểm mà Prudential ha, bảo hiểm này, bảo hiểm kia. Bảo hiểm mà hàng năm mình mua đâu có mấy chục ngàn, trăm ngàn đó. Bảo hiểm nó rất là lợi, rất là tiện. Anh chị nhớ mua. Và xin nhắc lại, không phải là bảo hiểm mà những công ty Prudential ha, những công ty nước ngoài anh chị ha. Manulife không phải. Bảo hiểm mà bảo hiểm y tế á, bình thường đó. Ở đây là những con đường xung quanh. Đây là nơi người ta gửi xe để
người ta đi khám bệnh đó, gọi xe. Đó, quanh quanh ở đây hàng quán đầy nhóc hết. Đây có một cái chung cư anh chị. Ở đây cách nào ngay đây khoảng 2 năm mấy về trước, trời ơi, đi ngang bệnh viện ai cũng sợ hết. Quẹo vào cái chung cư này anh chị. Chung cư này mới xây sau này thôi. Quá trời. Chuyên giữ xe cho người ta đi khám bệnh. Ở đây có một cái siêu thị điện máy chợ lớn à. Đây là cái đường mang tên là Đặng Thái Thân. Nó kẹp giữa con đường Hồng Bàng và con đường Nguyễn Trãi anh chị. Con đường Tảng Đà đó. Bàng Nguyễn Trãi Tảng Đà. Thì chính vì có bệnh viện thì bà con ở đây buôn bán thức ăn, rồi nhà thuốc tây. Rồi bây giờ thì Sinh Hy sẽ mời chúng ta về với bệnh viện Chợ Rẫy anh chị. Đây là con đường Tảng Đà. Có một cái xã Tây năm xưa. Nhưng bây giờ xã Tây năm xưa thì được xây dựng lên, nó trở thành một cái building rồi. Mình quẹo xuống, mình quẹo lại anh chị. Ở đây đường một chiều khó đi. Giờ mình về nhà thương Chợ Rẫy nha anh chị. Đây là một cái clip mà cũng theo yêu cầu của khán giả. Muốn Sinh Hy đi những con đường như thế này nên anh chị thông cảm, nó không có một cái chủ đề, chúng ta chỉ đi đường phố thôi. Đi vòng vòng những đường phố này thôi.
Sunny đang chạy trên con đường Ngô Quyền, con đường mang tên Triệu Đạt năm xưa. Đây là trường Chu Văn An đây, bên phải. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè. Nơi đây thì có rất là nhiều bệnh viện. Phụ sản Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược. Rồi chạy xuống đây là bệnh viện Chợ Rẫy. Đó, cái chung cư Ngô Quyền, nơi mà có bà con của anh Kevin Nguyễn, một người anh rất là thân thương của nhóm chat, group chat trên kênh của Sunny Đoàn. Rồi đây là con đường Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa mang tên là Trần Hoàng Quân. Bên phải là chúng ta đi ra khu vực ông An Dương Vương cầm nỏ thần anh chị ha. Chúng ta sẽ quẹo trái nha anh chị. Nơi đây thì từ ngày xưa đến giờ thì buôn bán hòn xe gắn máy nè, dán keo, dán đề can rất là nhiều. Và máy trái là nhà máy bia Sài Gòn. Bên phải là sân banh. Ngày xưa thì ở đây là buôn bán bia tươi, bia hơi nhiều lắm khu quanh quanh khu vực này. Trời ơi, lúc đó là bức tường của sân banh này nó khai cái mùi ammoniac đó anh chị. Mà Sunny thường gọi là nước đá quỷ đó. Trời ơi, bây giờ thì hết rồi anh chị. Bây giờ thì hai bên vẫn theo cái ngành nghề về phụ tùng xe gắn máy, dán đề can xe vân vân. Đây là con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại. Rồi, chúng ta tới cái khu vực nhà thương Chợ Rẫy. Bây giờ ta gọi là bệnh viện Chợ Rẫy. Đâu có ai muốn bệnh đâu, đâu có ai muốn lên cái nhà này đâu. Nhìn thấy lúc nào cũng đông đúc. Người vô kẻ ra, người thăm, ôi thôi đủ thứ hết.
bên đây là buôn bán. Trước là mấy anh Santa ôm. Mình đi ra đi anh chị. À, phía sau chợ rẫy cũng có một con đường. À, ngày xưa anh chị thấy những cái tên cũng rất là hay anh chị ha. Ví dụ như ở đây có một cái shop cải. Ở đây là chợ rẫy. Chứng tỏ là khu vực này ngày xưa người ta trồng hoa màu rất là nhiều nông sản. Rồi người ta đem ra ngoài đây. Nơi đây có một cái chợ, chợ tập trung. Người ta có thể là trao đổi hàng hóa về nông sản. Hoặc là cái chợ giữa một cái khóm rẫy, xóm rẫy. Thì cái đó thì theo sinh ý nghĩ thôi. Thì nếu anh chị nào có chia sẻ về cái lịch sử thì mình có thể chia sẻ để sinh ý có kiến thức hơn, ghi nhận. Phía sau đây cũng có một con đường. Bên đây là chợ Tân Thành, chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành. Phía sau chợ rẫy cũng có con đường. Con đường này sinh ý thì cũng rất là ít đi nè. Đây là con đường Thuận Kiều anh chị ha. Đó, phía sau đây. Đây là con đường Phan Hữu Trí. Xe điện. Đây là bức tường phía sau chợ rẫy nè anh chị. Ở ngồi trường đẹp quá. Trường Hồng Bàng nè. Ngồi trường đẹp quá. Rồi đây là con đường Tân Hưng. Đi vài con đường. Và con đường Tân Hưng này thì xa chúng ta thấy căn nhà, cái building ba cây nhang Thuận Kiều Plaza. Sớm nở chóng tàn. Một cái building mà nhiều người theo dệt rất là nhiều câu chuyện huyền bí. Mà nói chứ tối cho mình ở thì mình cũng dám ở đâu anh chị ơi. Đâu có ai ở đâu. Ớn. Bây giờ thì nó trở thành một cái nơi mà ven ven ở công những cái công viên đây ở dưới nè anh chị. Những người mà không có nhà đó. Người ta dựa vào công viên tối người ta ngã lưng ngủ lại. Buổi tối thì vắng vẻ, chỉ có mấy anh bảo vệ thôi. Ở trên thì có những ánh đèn ở ban công le lét. Rồi những cơn mưa giăng, sấm chớp ì đùng, nó tạo cho cái khung cảnh nó huyền bí hơn. Xuống cấp quá. Sau này đổi thành sơn kết lại Garden Mall. Nhưng mà cái này là thiết kế mà nó kiểu xưa rồi nên chính vậy nó không thích hợp.
không có ai mà có thể là người ta mua hết gì, hay là cho thuê giá rẻ ta, cái nhà này cho thuê giá rẻ, thuê tháng hoặc là 2 tháng, 3 tháng gì đó giá rẻ để cho bà con lao động người ta ở riết đông là nó không còn cái sự u ám nữa, cũng hay. Trong lúc đó thì hỗ trợ được một số người không có nhà đó, người ta đi làm ở dưới tỉnh, người ta lên, người ta chứng minh được thu nhập thì cho người ta thuê giá rẻ, cái đó giải pháp cũng hay. Chứ để không như thế thì nó tích uổng quá, trong lúc đó nhiều người ta không có nhà. Đây chợ vải Sáu Kình Lâm, ồ chợ vải Quảng Lâm, đâu có ai mua vải đâu. Thực tế là vậy anh chị. Xa xa là chợ Kim Biên. Vải chất đóng ngồi đợi đây. Rồi, nhà thờ Cha Tam. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cho khán giả yêu cầu đi quanh những cái bệnh viện và kết thúc ở chợ vải Sáu Kình Lâm. Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này, một phần nào đó gửi cái nắng, cái gió, cái nóng của Sài Gòn gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.